Thương Lan quyết. Ngô Thư Hân bất chấp nguy hiểm giúp Vương Hạc Đệ tìm lại cảm xúc. Không chỉ có Nguyệt Tôn Thanh Thương có biến hóa trong tình cảm, Hoa Lan nhỏ cũng dần quan tâm hơn, đến vị Nguyệt đấu kiêu ngạo. Thương Lan quyết dần đi đến hồi cao trào của tình yêu. Thương Lan quyết là tựa phim tiên hiệp tình cảm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kiều Lộ Phi Hương. Nội dung chủ yếu kể về câu chuyện tình yêu ngược nguyền đan sen, yêu hận tình thù giữa tiểu tiên nữ đáng yêu mềm yếu Hoa Lan nhỏ Ngô Thư Hân và tên đại ma đầu kiêu ngạo Đông Phương Thanh Thương Vương Hạc Đệ. Sau khi đồng tâm cùng Hoa Lan nhỏ, Đông Phương Thanh Thương dường như cũng nếm được qua mùi vị của đủ loại cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Hơn thế, hắn dường như ngày càng yêu mến cô nàng ngây thơ, thiện nương ngày mất rồi. Với sự giúp đỡ của tiểu Hoa Lan, đầu gỗ Thanh Thương dần dần khôi phục được cây thất tình, đã có được cảm giác lo lắng vui buồn. Liệu khi hồi phục thất tình lục dục có làm suy yếu sức mạnh của nghiệp hỏa? Hoa Lan nhỏ cũng dần trưởng thành, biết suy luận, phân biệt thiện ác. Cô còn dễ dàng nhận ra thuật ngụy trang của Dung Hạo, tránh được một kiếp nạn. Hơn hết, đối với Thanh Thương, dường như cũng không còn cảm giác sợ hãi hay trốn tránh. Ngược lại, muốn tìm mọi cách giúp hắn khôi phục cảm giác sau khi biết được quá khứ của Nguyệt Tôn. Tập phim trước của Thương Lan quyết kết thúc khi tiểu Hoa Lan ăn đùng ra xỉu. Điều này thực sự đã kích động được cảm giác lo sợ trong vị Nguyệt Tôn vốn máu lạnh vô tình. Vậy diễn biến tập tiếp theo hôm nay là gì? Sau khi tỉnh lại, Hoa Lan nhỏ tìm cách đi đến quy khư chi cảnh, nơi có thể triệu hồi lại linh hồn của những người đã khuất. Vô dĩ mang tâm lý ghét bỏ Nguyệt tộc từ phần đông trùng tiên ở Thủy Vân Thiên. Nhưng sau khi biết được quá khứ của Đông Phương Thanh Thương, vì để luyện nghiệp hỏa phải trải qua khốn khổ đến sống không bằng chết, vì để có được sức mạnh bá đạo nhất tam giới mà phải bỏ tình cảm, tiểu Hoa Lan dường như nhìn đầu gỗ, biệt danh của tiểu Hoa Lan đặt cho Thanh Thương bằng con mắt khác. Hóa ra vốn dĩ hắn không đáng ghét đến vậy, hóa ra hắn vốn không phải người vô tình. Hắn thiếu một người dạy hắn cách yêu thương, thiếu một người yêu thương cho hắn cảm nhận được sự yêu thương. Chính tiểu Hoa Lan sẽ là người có thể hoàn thành tốt vai trò đấy. Nhưng trước hết cô cần tìm hiểu vì sao năm đó phụ thân hắn lại bắt con mình luyện nghiệp hỏa. Đây cũng là lý do khiến tiểu Hoa Lan bất chấp nguy hiểm đi vào quy khư chí cảnh. Qua đó người xem đặt ra một câu hỏi, rốt cuộc Hoa Lan nhỏ đối với Thanh Thương là loại tình cảm gì? Xuất phát từ sự thương hại lòng thương người hay từ chính tình yêu đã len lỏi nảy sinh từ lúc nào chẳng hay biết. Một bông hoa lan nhỏ bị trùng tiên ăn hiếp, tiên căn không đủ, chỉ có thể quanh quẩn ở tim mệnh cung. Khi gặp được người chăm sóc cho mình, quan tâm mình, phải chăng chính tiểu Hoa Lan cũng bắt đầu rung động? Nhìn một khía cạnh khác, cả tiểu Hoa Lan và Đông Phương Thanh Thương đều là những cá thể đáng thương, thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm. Một khi nhận được sự quan tâm của người khác sẽ rất dễ dàng cảm kích. Trải qua năm dài tháng rộng cùng với những biến cố đi cùng nhau, sự thấu hiểu giúp cả hai ngày càng thân thiết. Đối phương hiện tại đã trở thành một phiên bản khác, không những không còn đáng ghét mà còn rất đáng yêu. Hành động mạo hiểm của tiểu Hoa Lan để gỡ lại sự thật năm xưa, giúp đầu gỗ của cô gỡ bỏ khúc mắc, chính là bước ngoặt quan trọng để cả hai nhìn thấy được tình cảm của nhau. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.